Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 24 tháng 8 năm Mậu Tuất, nhân buổi viếng thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Đoàn Phật giáo Thái Lan, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng phái đoàn đã có buổi lễ cầu nguyện cho cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vừa mới từ trần. Buổi lễ diễn ra tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Đoàn Phật giáo Thái Lan, có sự hiện diện của Hòa thượng Suhibandhu Prabhom và Chidayan, thành viên Hội đồng Tăng già Thái Lan, Hòa thượng Thích Tịnh Liên, Hội trưởng Phật giáo An Nam tại Thái Lan, cùng chư tăng và Phật tử Thái Lan đi cùng. Về phía Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Tại buổi lễ, chư tăng Phật giáo Thái Lan đã làm lễ cầu siêu theo nghi thức bắt truyền của tông phái An Nam và nghi thức Phật giáo nguyên thủy của chư tăng Thái Lan cùng sự trợ niệm của chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ngày 21 tháng 9 năm 2018 và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần ngày 1 tháng 10 năm 2018 nhằm biết ơn những đóng góp to lớn của hai vị nguyên thủ quốc gia trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Toàn thể tăng già đã nhất tâm cầu nguyện cho an linh nhị vị được siêu sinh về cõi an lành. Nhân đây, chư tăng Phật giáo hai nước cùng cầu nguyện cho tình giao bang của Việt Nam-Thái Lan luôn gắn kết bền vững, nhân dân hai nước được ấm no, hạnh phúc.